đừng có đít. Ấy da, Richard ạ. Richard càng tốt, các bạn mà sử dụng Richard nhá, thương nặng càng nhiều. Thương nặng nhiều thì mình kiếm kill càng nhiều thôi. Nhưng mà có khi toang không nhở? K viện nữa mới full. Mình nghĩ là đánh Richard là ngon đấy. Richard gì nhở? Richard gì à? Richard của ông nào đây? À, Lee Seaforkin. Ông nội này hồi nãy đánh mình đấy. Chắc sợ quá. Ơ không được, không được, không được, gọi hội rồi, gọi hội rồi, gọi hội rồi. Gọi hội rồi. Gọi hội rồi. Chơi chơi gọi hội ạ. Đồng thế nhờ. Đừng có bị lag, kéo ra ngoài lãnh thổ đi. Mình nghĩ là mình sẽ ăn được quan vũ của ông này. Ui lại gọi hội rồi. Đang ngon. Quan vũ leo. Ui. Còn quan vũ leo này chất lượng mọi người, quan vũ leo này không được đâu, quan vũ leo mắc đấy. Thôi. Thôi. Đừng. Quan vũ leo, quan vũ leo chất lượng đấy, không đùa được đâu. Nãy nó mang mấy con tướng ghẻ nó gạ mình thôi, bây giờ nó kinh khủng đấy. Tha cho tôi ở đâu nhở? Đúng rồi, để tôi đi. Let me go. Đúng rồi. Nãy nó dụ thôi. Sao đập được? Trời ơi, nó còn kéo thêm một đạo này. Alex này. Cái này là Alex gì đây? Richard này. Đùa, nãy nó gạ, nãy nó dụ đấy. Nãy nó dùng cao cao. Cao cao với thương sĩ diệt đồng để nó gạ kèo thôi. Tành mai đã chưa? Từ từ. Ây da, ây da, hình như lại có dấu hiệu quay lại. Không, không, không. Thôi, xử lý xong này thôi. Mục tiêu là xử lý ông Legolas này mà. Đập con Alex trước. Tại vì con Alex nó... À thôi, đập con này trước đi. Alex mà đứng ở trong mỏ, các bạn bị mất cái chiêu ấy mà. Alex trong mỏ là bị mất cái chiêu... chiêu ngoài đồng. Xin lỗi liền, xin lỗi liền. Phải mạnh dạn thì mới có kinh nghiệm mà solo. Cái đấy đâu gọi là solo đâu, cái đấy gọi là hội đồng mà. Mà hội đồng như vậy thì khỏi đánh cũng biết chắc chắn là mình thua rồi. Mình sợ là mình đánh 1-1 với con quan vũ leo ấy, mình sợ đánh không lại đấy. Tại vì người ta có búp lãnh thổ ấy, với lại người ta nhiều lính hơn. Này trâu gớm nhở? 64 triệu. Alex Haran đấm nó, có Alex thì đã ngon. Quan vũ bán kiến được khiên xanh hả? Không chắc nữa. Mình thì mình theo trường phái đơn giản lắm. Mình cứ từ xanh lên tím rồi từ tím lên cam thôi. Ít ít có tính toán cái chỉ số lắm. Lại làm nhờ mình nhớ tới Phong Lê. Anh à, anh có thể cho tôi một cái để giản hòa được không? Ôi, cái gì đấy, cái gì đấy? Ôi, holy shit. Holy shit. Đừng có đít. Năm đạo. Anh bạn à, có thể cho mình một cái để giảng hòa được không? Đây là này, nó mang full lực rồi mọi người. Anh bạn à, ôi, tôi xong rồi. Lượm ơi. À không, này có... Tôi xong rồi. Tôi xong rồi, quan vũ ơi. Anh bạn à, anh có thể cho tôi boost khu một cái được không? Để cho chúng ta giảng hòa đi mà. Tôi xong rồi. Tôi xong rồi anh em ơi. Không giảng hòa được rồi, không giảng hòa được rồi.
Holy shit. Ây da. Đừng có delete game vào lúc này, đừng có delete game vào lúc này. Phía. Anh bạn à. Anh bạn à, cố lên. Mỏ đâu? Mình sợ mất mỏ hồi nãy lắm. Anh bạn à. Này thì này nó không có slow các bạn. Nó không có slow với nó không cầm đạo kỵ. Mình chạy được, chạy được. Chạy bên nào thôi, chạy chạy bên nào nhiều mỏ thôi. Nãy rơi từng tình trạng mất mỏ. Ấy không được, không được, không được. Nó về nhà nó đổi đạo kỵ đấy. Nó đổi đạo kỵ là toang đấy. Không, mình biết sao, anh em biết sao. Mình mà chạy sang bên này nhá, nó sẽ về nhà nó đổi đạo kỵ, nhưng mà không. Mình đâu có ngu. Chạy sang bên này là nó không đổi được đạo kỵ đâu, là nó không bao giờ dí được mình hết đấy. Thank you. Cảm ơn. Thôi xong khỏi dí. Khỏi dí, khỏi dí, sợ thằng kia nó te le thôi. Đâu người ta, này nè. Láo nháo với chúng tôi à. Thôi dí gì nữa, nó không có kỵ mà, không có kỵ, không có xa la. Kỳ đấy. Alex ạ. AE Richard Constantine. À ha. Gửi cái hình gì cho tức ta, gửi cái hình gì cho nó. Không, điên rồi đánh nhó, mọi người điên à. Đánh nó là chết đấy. Cho dí chơi. Dẫn bạn đi dạo một vòng thể dục giảm cân. Hình gì ta, gửi cái gì cho nó tức ta. Bây giờ mà mình chỉ sợ nhất là bị đít game thôi. Dừng chân làm sao được, đừng có chủ quan. Không chủ quan được đâu. Anh bạn à, cho mình rút lại những lời hồi nãy nha. Nãy mình hơi yếu bóng vía nên mình nói thế thôi. Anh bạn à, cho mình rút lại nha. Mình không cần giảng hòa nữa. Mình không cần giảng hòa nữa đâu. Gửi cái hình gì cho tức chơi thôi. Bên này có mỏ không ta? Ấy đường cụt, đường cụt, đường cụt. Không được, không được, hình như đường cụt rồi. Nghe đường cụt là toang đấy. Ở rồi sao? Rồi sao về? Ở đây đi bên này. Bên này, đi bên này, đi bên này. Anh bạn à. Ôi holy shit, nó đuổi được rồi. Holy shit. Sao con Alex của nó chạy nhanh thế nhở? Từ từ mọi người tập trung, tập trung. Ui, Alex nó chạy nhanh vãi. Ui, Alex nó chạy nhanh thật đấy. Không được rồi, không được rồi, không được rồi, không được rồi. Anh bạn à. Thôi xong rồi, nó chạy nhanh thế. Nó chạy nhanh thế nhờ. Ôi. Ừ, do búp lãnh thổ. Anh bạn à, trời ơi, bây giờ làm sao mình có thời gian mình nhặt cục ru được nhở? Hôm nay cái này nhiều mỏ này, cái này nhiều mỏ mình sẽ nhảy được. Nhiều mỏ là mình sẽ thoát được. Chỗ bên này ít mỏ quá. Vấn đề là làm sao để lấy bây giờ mà mình nhặt được cục run mà tăng 7% tốc độ chạy ấy, là chưa biết ai ăn ai đâu thật sự ạ. Kiên trì thật sự đấy. Ai à, nó nhảy mỏ đợt này nó nhảy mỏ cũng kinh đấy. Nó nhảy mỏ cũng 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 kinh đấy. Nào đây. Ba la và rùm. Nó cũng dài gớm nhở.
Đi kiểu gì đây? Chạy đi đâu đây? Xuống đây. Xem map trước không là tí không có mỏ nhảy. Ui đường cụt ạ. À. Đường cụt, đường cụt. Nhảy vào đây này xong rồi. Ui ui ui, cái gì đây? What the fuck? Holy shit. Holy shit. What the hell? Này này, nó tưởng mình đi xuống dưới này. Chậm một nhịp nha, thấy rồi nha, chậm một nhịp nha. Mẹ, ấy thôi 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 thôi. Ủa sao nó đánh mình rồi nó không bất khiên ta? Ủa? Này đánh mình không bất khiên này mọi người. À mất rồi. Ôi. Huynh đài à, đại ca à, ta cưa rảnh thật sự ạ. Không mà bỏ hơi xa đấy. Đừng có đít game mà được, giờ chỉ có đít game, chỉ có Lilith mới có thể ngăn cản được rốc F2P thôi. Kinh đâu nào đang top 1 rốc hả? 1556 nhá. Nó mà nhảy thì chạy bằng mắt. Thì căn bản nó không nhảy đó. Mấy ông phải cổ vũ tôi chứ. Các bạn phải cản cổ vũ rốc F2P chứ. Sao, kiểu cái cảm giác anh em chỉ có muốn mình đi bụi nhỉ. Thành nó rảnh thật sự đó. Thôi. Thôi mà. Giảng hòa đi mà. Xin lỗi mà được chưa? Có mấy con xe thôi mà bạn làm gì bạn căng thế? Anh thử qua bên S31047. Từ từ em ơi, anh đang chạy vãi vãi là quần đấy này. Nó nhảy mỏ cũng cũng rảnh ghê luôn á. Gửi cái hình này cho tức ta. À không không không, cái hình này không hay, gửi cái hình này. Ui nó lại chạm vào mình được phát rồi. Anh bạn à, kỹ năng nhảy mỏ thượng thừa. Kỹ năng nhảy mỏ thượng thừa luôn, bỏ bỏ xa một đoạn luôn. Ôi kỳ đấy. What the hell? Hình như thằng này là thằng hồi nãy nó vừa ở trên này mà. Ông ngang ngố này vừa ở trên kia mà sao xuống đây? Cái này phải đường cụt chúng ta. Soi đường cho anh em. Ok, đường hơi rộng luôn. Lâu lâu dắt đi dạo chơi. Liệu toang không nhỉ? Mình thấy là no hope rồi đấy. Bên kia mình thấy là no hope rồi đấy. Rock of fan, đúng rồi. Này đúng kiểu đang đi xin chữ ký mọi người. Này đi xin chữ ký này, đuổi theo idol này. Ngô Diệp Rock. Rock 97. Khổ lắm thôi. Chắc dí về tận nhà mình luôn quá. Này là Rock F2P và chuyến đi săn bất ổn. Đây ha. El Cid cầm xe luôn ạ. Hello, hello Đoàn Quang Vinh. Dắt nó về nhà đập. Nó về nhà được, nó cũng dám về nhà mình. Thôi chắc là tầm này xa xa chắc nó đuổi không kịp đâu. Bỏ cuộc đi anh ơi. Bỏ cuộc đi anh ơi. Hello Boy Nguyễn.
Hello Quý Đông. Đánh làm sao được mà đánh nó cả một đội quân hùng hậu đằng sau đây này. Ôi nói thật chứ không không biết là nó có mệt không nhỉ? Tầm này chắc là về nhà là ok đấy. Mình nghĩ nó không dí kịp đâu. Cái này là fan hâm mộ trung thành. Này là có một fan hâm mộ trung thành đang đi dí. Thôi mà. Biết rồi mà, xin lỗi được chưa? Chắc để lại gõ một cái quá. Quay lại gõ nó luôn hả? Từ từ đã, để mình nhảy nó một cái mỏ nữa. Nếu nếu để mình check cái chiến báo đi, để coi để mình check cái chiến báo, mình coi quan Alex của thằng này có xịn không? Xịn là đánh không lại đâu mọi người. Alex CM đây. Cũng căng đấy. Này là ngoài lãnh thổ chưa ta? Ôi, anh ơi, tha cho em đi mà. Ở hình như chỗ này. Chỗ này hình như hơi quen. Chỗ này có phải chỗ hồi nãy mà mình vừa đập nó không ta? Đâu rồi? Nó vẫn không nghỉ ạ. À. Lee Si Forkin ạ. Sao cứ mỗi lần mà máy nó đứng mình cảm giác đau tim thế nhở? Cứ lâu lâu máy nó bị đứng cái chỉ sợ bị đít thôi. Winner Quan Vũ Độ. Làm sao mà đánh được mọi người? Con Alex CM này hơi bị khỏe đấy. Với lại mình còn ít lính quá, mình còn có 197.000 à, sao sao đập được? 97.000 lính sao đập được con Alex này, nó còn đến cả bao nhiêu lính cơ mà. Nó gấp đôi lính mình luôn đấy. Mình nghĩ là mình nên cho một đạo lên đây đi. Mình nó rảnh rồi thật sự đấy, mình xem đến đến đâu rồi nào. Bây giờ mà bị đít một cái là toang. Xem chiêu hả? Alex nó mắc nhưng mà CM nó chưa mắc nhá. CM nó 5543 hay sao ấy. Này ghét quá. Ôi trời ơi bạn ơi, đi một vòng bản đồ rồi, khổ lắm thôi. Có chỗ nào để mình phải kiếm cục run. Cục run tốc chạy đâu, giờ mà kiếm được cục run tốc chạy là ngon, là nó khỏi đuổi luôn. Đây 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 đây. Đây rồi. Đôi giày. Quân mai phục hơi xa. Ấy ai ai. Có cứu trợ. Đập nó. Đúng rồi boss ơi. Đúng rồi boss ơi. Này thì này. Sao anh em nói sao? Anh em nói mình đập thằng này à? Đập luôn. Ai sợ đâu. Trời ơi, đẹp trai liền. Đẹp trai liền. Đẹp trai liền mọi người. Trời ơi, boss bao nhiêu đạo đây? 1 2 3 4 5 6, 6 đạo. 6 hay 7 đây? 7 đạo luôn. Đẹp trai liền đâu?
Thằng nào đâu? Nào, nào gì? Tới công chuyện luôn. Đây bot ơi, bot ơi, bot ơi. Ơi bot ơi, con này bot ơi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đâu? Cái gì đây? Cái gì đây? Úi giời ơi. Trời ơi, bot bảy đạo. Hình như nó AFK mọi người. Hình như nó AFK rồi. Đây, lại nữa nè, lại nữa nè. Được, 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 được. Bot ơi, lên bot. Ừ. Sao, anh em nói gì nữa đi? Nói gì nữa đi? Cái gì đây? Cuộc đời ai biết trước được mọi người. Lên voi xuống chó nhanh lắm. Trời ơi, chạy làm sao được? Con Santin sao chạy? Richard sao chạy? Thấy chưa? Trời ơi, bảy đạo đẹp trai liền. Thấy chưa? Thấy chưa? Trộm chó, à lộn. Đi dí là có ngày gặp gặp ma ngay. Đẹp trai liền. Con Santin. Con Santin sao chạy mọi người? Đúng rồi, Saladin. Đi chắc. Bot cho Saladin lên đập mấy thằng này này. Lên đi bot ơi. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Này là Châu à. Tại nay có cái tiết mục fan nó xin chữ ký đông quá. Mình không đỡ từ chối. Cái này là group anti fan vậy, fandom chân chính này. Bot có dí không nhỉ? Bot có dí không? Bot không dí à? Dí đi bot, đúng rồi, dí đi bot. Ê, anh em có để ý không? Anh em có để ý không? Thằng này nó bị kích ra khỏi liên minh rồi. Nó bị kích ra khỏi liên minh rồi. Là nó sẽ không vào cờ được. Nó không vào cờ, nó không vào thành phố được. Là thằng này cũng đang bị liên minh của nó chôn nè. Nó bị out, nó bị out liên minh rồi. Nó out liên minh là quả này khỏi chạy rồi đấy. Out clan là fan này khỏi chạy luôn. Không out clan còn nhét vào cờ được, quả này sao chạy. Không biết là kích hay là nó tự ao. Có thể rồi đó. Này tấu hài quá. Trời ơi bot. Nhìn con Saladin nó gõ là slow chạy đâu nổi đâu. Con đi chat này chắc không thoát đâu. Vào lại clan chưa? Không biết là liên minh kích hay là... Không biết là liên minh kích hay là ấy nữa. Ô, bot không gì à? Tha nhá. Tha. Lần này là tha đấy. Lần sau là... Ui à. Sở oam luôn à. Thôi đánh man rợ nó chết đi thôi chứ. Thấy ít máu rồi. Này thua ơi. Trời thật luôn đó mọi người. Không biết sao nữa. Tự nhiên mình đang chạy á, mình thấy kiểu bảy đạo như kiểu là cái gì ta, người ta gọi là cái gì? Ờ, cái gì của trên thiên đình ta, quên mất rồi. Lính triều đình à? Kiểu cấm vệ quân ấy, tự nhiên đâu ra luôn ạ. Lật kèo luôn. 900 đổi 3.300. Thôi, nói chung là cũng lời. Thôi tự sát thôi. Tầm này đánh đấm gì nữa. Đang chạy ngon. Này là hộ giá. Thề luôn á, mình không có để ý là thấy ông bot đây luôn. Đẹp trai thế nhở. Mọi người nhìn đẹp trai không? Tự nhiên ở đâu ra lại thấy bảy đạo. Cày lắm, không biết là có không biết là có chat talk mình không nữa.
Like sớm thế anh? Ừ anh mới like Bean Channel ạ. Này like sớm tí. Để tự sát đó mọi người. Bạn có phải là một kẻ ngốc? Tôi đánh nó và bạn chạy đi. Đuôi giữa hai chân của bạn, con chó. Tôi đánh bạn. Mi. Report mất kiểu gì anh em? Thằng này nó ấy này. Này nó report khóa bọn nó chơi. Report kiểu gì nhỉ? Chịu. Thôi anh em, mình report nó report lại mình thì sao? À thôi, kệ đi, mình cứ report nó đi, ấn vào hai dòng chat. Ấn vào hai dòng chat. Ok. Ok. Xử lý trong vòng 24 giờ. Không biết là nó có report mình không ta. Làm sao xóa được tin nhắn nhở? Nó mà report lại mình có khi mình cũng toang. Không biết nãy giờ có lên được tí kill đâu nữa. Ô oh, đánh chiều giờ mới được 1.500.000 kill ạ. Đánh chiều giờ đấy. Móc mỏ các kiểu. Lốc kênh bảo farm game không farm. Thôi hôm nay bên mình mở đèo 7 mà. Thôi hôm nay chắc nghỉ livestream đây nha mọi người. Hy vọng mọi người có buổi xem livestream vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em buổi khác nha. Bye bye. Ây da. Bye bye ăn cơm thôi. Bye bye mọi người nha.